sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alone, so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful.
bằng lòng theo anh về quê, kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai chan hòa cho gia đình mình thành xưa gia trong lối về. Nhịp cầu đông đưa ta tin anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Đường gập ghềnh cầu che khó đi, có xa xôi em cũng đi theo chàng. Lòng bồi hồi chờ mẹ cha mỗi mặt, ngày dù khuya anh đưa em về Vinh. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu treo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tin anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Coi nhà chính con gà chính con ngựa có hồng mau, xin lễ linh đình 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao, mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu treo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều giang mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tin anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Trọn đời ai yêu em bằng anh, giấc mơ tuyệt vời anh đón em về, giờ thì em kêu anh mình ơi. Đừng
kỳ đầu như em. Chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi. Đừng đi đâu, chạy về nơi phía ai. Chạy về nơi phía ai, cánh tay này dài rộng lắm. Chạy về nơi phía Thank you.
hay là một cái nhân vật là chính thì có mẹ cho nên mới có là vợ rồi có cháu tại cái này. Đây là bà ngoại của em đấy, để xin giúp mọi nhà ai nhận được quả thì cũng có người chuyện đấy luôn luôn là cần phải gia chẳng phải là cái chưa nói sao mình thành vậy thì nó cũng rất là rộng ràng, có nghĩa là lỡ gia tiên. Nếu bây giờ làm lỡ gia tiên là chúng ta phải lôi ngược lại cách đây 5 cây số, chúng ta lôi là thờ ông bà là ở ngoài quê ở chỗ đập đá đi lên đấy. Nên là thôi cũng xin phép hỏi nhà khác chứ phải là những người có cái đau thờ cúng tham giả cách đây cũng còn 10 số đấy. Nên là cái cỡ gia tiên mình thưa bà, quý thưa bà con bên nhà họ bên nhà tôi, thì hôm nay là cũng là bạn thân tốt rồi cứ đồng minh gia đình đã thống nhất chồng nếu là đã cứ cho là chắc thì hôm nay là phía bên nữ của bọn tôi cũng đã hoàn thành công tác đi đây hai thằng kia là với cô ấy là đồng tiền đóng của mình để một cái tiền nghỉ đóng của gia đình rồi sang đó là đồng minh mình sẽ có những cái cộng đồng với nhau để cho nó vui, để cho nó đỡ mở ra cái thành công thì xung ra thì mình cũng có đủ rồi. Và bản thân là bọn tôi cũng là chúng ta cũng có xung thì nó có gì là con rất những cái lắm thì mà mình lại có chồng là cũng có một cái bên mình cái gì mà có cái bức xúc thì nó buồn vui chia đấy thì nó còn cứ bây giờ thì mình có vợ có vợ nó có chồng như vậy thì nói cho bây giờ bản thân cháu cổ thì tuy là đó là trưởng thành có chồng mà trong quá trình cuộc sống thì anh em cũng biết đâu mà ông bà nói rằng là 30 mới còn đi hát là một tiền lại có cháu thì cứ mình nghĩ là nó còn nhỏ đi cứ có gì đó là cuộc sống đơn vị và con họ học cũng như là một số đó để vun đắp cho cái mối tình của đôi cháu thì nó được đi được suốt cuộc đời cam hạnh hạnh phúc. Chứ còn bây giờ mà nếu một trong những yếu tố thành viên này là cứ mình cuộc sống thì thôi cứ mình nối xong được nghĩ xong được nghĩ tốt thì nó là tốt nghĩ xấu là lại xấu. Thì cứ mình nghĩ là con cứ nó còn nhỏ nó có gì cho nó qua cho thứ rồi để vun đắp cho hạnh phúc cho cháu đó là tiền bạc của chúng mình và con tự những thứ này để nó gần gũi coi như cái gì là tôi biết được anh là anh hoàn hơn qua tiếng biết được chứ còn nếu không có cái này thì tiếng người trung cũng không biết được anh thì đó là một điều đó là quý giá nhất họ thì tiếng là vậy mình cũng xin hết anh hẹn hai cha nào anh nhận rồi được nào anh đi không có được không có gì vậy hết bạn giờ cũng mừng cho cháu là mạnh khỏe như thế cháu bây giờ xin phép Thank you.
chỉ là một phút giây thoáng qua mà thôi,
đã thấy trong lòng như em nhiều lắm. Chẳng biết rồi mai này sẽ gặp lại không. Rồi tình yêu như ngọn sóng dưới giang sâu đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc ta mắt cho em tháng ngày. Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy. Dẫu biết rằng đường đời còn xa hơi em, tựa vào bờ vai này nhé, cho nơi che chở cho em. Dù chặt cứ tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sớt, để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay đẹp trai bưng mâm. Theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào chào anh say đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rồi mừng mình đừng ly. Ngày mình vui quý thì gần ngày chi một hai ba dù hết ly. Cảm ơn đội múa của trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoa Tà Lan Lý Ngân. Và bà Võ Thị Lâm là song thân của cô dâu Thu Thảo. Một lần nữa xin chào mời đại diện gia đình hai bên chúng ta cùng đồng tiến về sân khấu. Mỗi bên trên sân khấu chúng ta là một bộ nhóm như chú rể và cô dâu được ghi mình gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc mạnh khỏe, lời cảm ơn và lời chào thân thương nhất. Kính thưa theo viên hai ở, kính thưa bà con nội ngoại hai bên, kính thưa các vị khách quý, lời đầu tiên cho phép tôi xin được thay mặt cho gia đình gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Thưa quý vị, sau thời gian tìm hiểu của hai con và được sự thống nhất của gia đình đôi bên, hôm nay gia đình tôi tổ chức lễ tàn hôn cho hai con tôi là Lương Thảo An và Võ Thị Thu Thảo, nên duyên nghĩa vợ chồng. Sự hiện diện của quý khách là niềm vinh dự và hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Lời cuối, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có mặc dù đường xa xa xôi đã đến chung vui cuộc lễ tàn hôn hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn nhà hàng Hoa Tân An đã phục vụ chu đáo
và góp phần cho cuộc cho lỡ mà thôi hôm nay được thành công. Để chúc phúc cho hai cháu, cho gia đình, xin mời các vị chúng ta nâng ly và xin chúc mừng và chúc quý vị ngon miệng trong bữa tiệc hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng ta đã lắng nghe những lời phát biểu rất là ngắn gọn nhưng rất nhiều tình cảm gửi đến thể hiện hôm của mình sân khấu để chúng ta cùng nhau đến với một sự tri ân, một sự xin tử của gia chủ dành cho chúng ta hội nghị tiệc cưới của chúng tôi ngày hôm nay. Và đại diện đó là giám đốc chúng ta hội nghị tiệc cưới của Lê Vân có món quà gửi đến đôi bạn trẻ ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời bà Lê Vân về sân khấu. Ngày hôm nay thay mặt nhà hàng sẽ cố gắng tạo nên một cái bữa tiệc hoặc là trọn vẹn đem đến những cái món ẩm thực ngon miệng và kính chúc quý khách đã đến ở đây sẽ thưởng thức những món ăn ngon miệng và được một bữa tiệc thật vui vẻ và hạnh phúc. Dạ, xin cảm ơn ạ. Để cảm ơn gia chủ thì nhà hàng sẽ có một món quà cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay, đó là một cái kiềng và bốn số chín để làm kỷ niệm mà dạ. Bố tay thật lớn quý vị, và đó là tình cảm cũng như chúng tôi dành tặng món quà tri ân đến với đôi hương ngày hôm nay, và đặc biệt chân thành cảm ơn tình cảm của đôi bên gia đình cũng như tất cả quý vị và khách quý đã chọn lựa chúng tôi là những cầu nối, những trái tim quý vị và khách thân thương trong ngày vui, ngày hạnh phúc của mình. Và xin được chân thành cảm ơn bà Lê Vân ngay giây phút này hướng ánh mắt nhìn về sân khấu tình yêu để chiêm ngưỡng những nghi thức chính trong buổi tiệc mừng tân hôn. Và trong tình yêu cần lắm sự chia ngọt sẻ bùi, đôi hương hãy tiến về thắp bánh và chia sẻ với nhau những hương vị ngọt ngào nhất trong tình yêu. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Tôi chúc khách được cơ ấp hôn bạn ở phía xa, nâng ly thật. Vâng, xin mời tụi đại vị chúng ta cùng nhau nâng ly hôn 1, 2, 3 để chúc mừng cho đoàn thể được trăm năm hạnh phúc ạ. Đặc biệt đó là thầy, một người thầy trong suốt chặng đường mà chú rể thầy An học đại học, sau đó khi ra trường rồi thầy vẫn là người dìu dắt, hỗ trợ và nâng bước cho chú rể thầy An của chúng ta trưởng thành và thành công hơn. Và ngày hôm nay những ngày mà chú rể chúng ta bận bịu trong tiệc cưới cũng như đôi bên gia đình tổ chức lễ cưới thì thầy đã từ Sài Gòn bay về Bình Định, sau đó thầy vẫn tiếp tục có mặt ở Quảng Ngãi và từ Quảng Ngãi thầy bay ngược về Bình Định để ngày hôm nay có mặt trong buổi tiệc mừng hôm nay. Chú rể cảm thấy hạnh phúc và xúc động vô cùng, cũng như là sắp tới thầy sẽ có mặt trong buổi tiệc ở Sài Gòn nữa, và điều đó chú rể mong muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Văn Hùng. Cảm ơn thầy đã có mặt trong ngày hạnh phúc của hai con và chúc cho thầy nhiều sức khỏe, cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách quý ngày hôm nay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mà liên hệ với ekip chúng em. Và xin được tiếp tục chương trình hát mừng với tiếng hát của chú Thành Cang với ca khúc. Tôi đã sai ngày hôm xưa, chỉ cho tôi ngày tìm về từ thế ngày, chỉ cho tôi chút ký mặt mày hồng tôi buồn vu vơ, miên mài nỗi nhớ bước chân ta về. Thank you.
dòng sông. Dạ vâng ạ, kính thưa quan viên hai họ, nhà trai và nhà gái thì em xin tự giới thiệu, em tên là tiến sĩ Trần Văn Hùng. Cũng rất là cơ duyên, tức là cách đây khoảng 9 năm trước thì khi mà em tốt nghiệp tiến sĩ từ nước ngoài về thì lúc đó thì cũng rất là may mắn khi mà được hướng dẫn em Thời An, tức là với một sản phẩm mà quý thầy cô và các anh chị rất là quan tâm sức khỏe, đó là sản phẩm về đông trùng hạ thảo. Và các anh chị và thịt và mọi người có thể tìm sản phẩm này trên mạng thì mới thầy trò gắn bó với nhau. Đằng sau đây là cũng là các bạn của Thời An, mới thầy trò gắn bó với nhau đến là năm nay là năm thứ 9 á, từ khi em về nước. Nên thành ra là hiện tại thì kính thưa quý vị hai bên quan họ là em Thời An hiện nay đang là trưởng bộ phận sản xuất của một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó được biết Phương Thảo tốt nghiệp đại học ở trường đại học tài chính marketing UFM của trên Hồ Chí Minh, bộ phận là thu mua. Nên là cơ duyên là Thời An và Phương Thảo đến với nhau thì với vai trò một người thầy, đồng thời cũng là một người anh, thì chúc cho hai bạn sống đến răng răng đầu bạc. Thì ngay sau đây là mấy thầy trò sẽ gửi tặng đến Thời An và Phương Thảo và cũng như là họ một cái bài hát khá là ý nghĩa, đó là bài hát Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Dạ đó. Mặt hồ bước chân quân đi mùa thu xa lắm đến nỗi cứ thế để lao về cơn mưa trời đêm gió lạnh giờ mình nhớ hãy subscribe.
Dạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe mấy thứ trò á. Cảm ơn mọi người. Dạ. Của Bắc Hiến. Xin gửi đến quân viên hay họ, quý vị quân khánh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Du về hát Cùng Chúng Ta Đi. Và cũng không gửi lời chúc mừng cho hai cháu An và Thảo mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
gian tình ai. Em yêu dấu ai, tình anh đã trao em rồi. Giờ gian dối điều gì người yêu anh ơi biết không, em mong chờ anh đến bên em từng phút, em mong chờ thôi mãi luôn như bờ người yêu ơi. Yêu nhau mãi luôn nhé em, đừng xa cách hai phương trời. Đêm nay chúng ta có nhau, cuộc đêm nay chúng ta dù cuộc đời còn buồn phiền nhiều, em luôn có anh, ta luôn có nhau mãi mãi. Em ơi sát vai với nhau, cùng đi hết bao đau buồn. Tương lai vẫn luôn sáng tươi, vẫn mong chờ đôi ta. Em yêu ơi, dù còn nhiều trong gái ta yêu nhau yêu mãi. Say men tình ai, em yêu dấu ơi, tình anh đã trao em rồi. Cuộc đời thật nên thơ. Tình yêu em luôn sắt son, không bao giờ gian dối điều gì. Người yêu anh ơi biết không, em mong chờ anh đến. Mãi luôn như mơ người yêu ơi. Yêu nhau mãi luôn nhé em, đừng xa cách hai phương trời. Đêm nay chúng ta có nhau, cuộc đời đêm nay chúng ta có nhau. Em ơi hãy tin dù cuộc đời còn buồn phiền nhiều. Em luôn có anh, ta luôn có nhau mãi mãi. Với nhau cùng đi hết bao đau buồn, tương lai vẫn luôn sáng tươi, vẫn mong chờ đôi ta. Em yêu ơi, dù còn nhiều trong gái ta yêu nhau yêu mãi.